Các bạn ơi, hiện tại thì mấy anh em mình đang đi qua bên Phú Tân để dự lễ ngày 18 tháng 5 này các bạn. Thì vô tình đi ngang qua đây thì gặp ông cụ này. Thì nhà cũng gần đây thôi. Thì mình muốn về nhà ông để xem một cuộc sống của ông như thế nào để chia sẻ đến mọi người. Bây giờ mình sẽ chở ông về luôn. Bây giờ ông lên xe đi ông. Xin chào bác ông, ban bố cho chú được mạnh khỏe nha. Dạ dạ dạ. Mấy chú ha. Cái chân ông bị tật cho nên là mình phải ngồi sau mình ôm luôn. Dạ dạ. Dạ dạ. Bây giờ mình đi luôn. Dạ dạ. Từ nha. Dạ được rồi. Nhà ông ở đâu? Gặp mấy cờ nè. Là cờ gần đây không ông? Hả? Gần đây không? Rồi, bên kia. Bên kia hả? Từ đây về đây xa không ông? Cũng hơi xa. Hơi xa hả? Tôi có giờ tới cái đầu cầu đó thôi. Rồi ông đi đâu về đây? Đi xin cậu ơi. Đi xin hả? Dạ, trời mưa này mà ông còn đi. Đi giờ đi về. Giờ đang trên đường đi về. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Vậy là từ đây về nhà ông là cũng khoảng xa không? Xa là xa hả? Yeah. Bây giờ con kêu người chở ông về nhà, về thăm nhà ông nha. Yeah, rồi ông ở với ai? Yeah. Ông ở với ai? Ở mình ở nè, cậu ơi. Có một mình luôn hả? Yeah, yeah. Nếu vậy bây giờ con về con thăm nhà ông ha. Dạ. Cầu chúc chú được bình an sức khỏe. Dạ, bây giờ con đi cùng ông luôn, về nhà ông luôn. Nha. Được không? Được mà. Dạ. Để con kêu người chở ông nha. Yeah. Bị lãi trong dân cư đó. Ở trong khu dân cư. Dạ. Ông đi giữa trời mưa mà ông đi đi xin về, mà trong khi đó là cái chân của ông bị tật các bạn. Chân vừa bị tật mà cuối cùng lại phải đi xin nữa. Trong khi đó thì về trời tối mà trời đường mưa mà đường thì sình. Ông đi xin từ lúc nào bây giờ mới về? Đi từ mấy giờ không? Có nghĩa là trời vừa sáng là ông đi rồi. Nay ông sang Phú Tân ông ăn xin đúng không? Dạ. Hôm nay có lễ với nó cho nên ông ăn xin. Dạ. Hôm nay xin được nhiều không ông? Dạ, cũng đỡ gì. Cũng đỡ hả? Rồi ông tên gì? Lê Văn Hai. Lê Văn Hai. Rồi ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay là năm 71 rồi. 71 rồi. Dạ. Mà con nhìn giống như thế là 80 vậy. Rồi ông ở có một mình thôi. Dạ, ông một mình. Rồi có con cái gì không ông? Không có con cái chứ. Cũng không vợ luôn. Dạ. Rồi anh em cha mẹ còn không ông? Cha mẹ mất rồi. Cha mẹ mất luôn rồi. Còn có mình em thôi. Dạ. Rồi là cái chân ông bị sao vậy? Cái chân tôi có tật hồi nhỏ tới lắm. Có nghĩa là sinh ra là đã bị rồi đúng không? Dạ, một phạt. Vậy là bây giờ chủ yếu là đi sống bằng giống kiểu đi xin lòng thương của mọi người. Dạ. Giúp cho mình sống qua ngày. Anh em bà con hữu chớm á. Dạ. Rồi xin mà thấy tật nguyện ta cho. Dạ. Rồi nhà ông là nhà tường hay nhà tôn không? Trời sao cái nhà. Nhà là gì đâu có tôn. Nhà tôn. Nhà tôn. Dạ. Mọi người cũng ổng không ơi, không có nhà tường gì chứ. Từ đây về nhà ông khoảng bao nhiêu phút nữa? Là gì cũng khoảng là gì 50 phút nữa. 50 phút nữa hả? Ủa ở đâu mà xa thế? Ở dân cư đấy nè. Dân cư là ở gạch mấy trường đấy nè. Nhưng mà đi từ đây về đấy là 50 phút nữa hả? Dạ. 50 phút là đi bộ là xa lắm đấy chứ. Dạ. Là đi hết con đường này luôn hả cơ? Dạ, đi hết con đường này tới cái đầu cầu, tới đường cầu quẹo lên đó. Khu dân cư gần đây không hồ? Khu dân cư gần đây không? Xa lắm hả? Hơn một cây số nhưng mà có cùng cái đường đi phà mình không? Cùng đường luôn hả? Nó phải chở ông cụ về nhà luôn không? Dạ được cậu thôi, giờ cũng cảm ơn mấy chú ha. Con tính ghé thăm nhà ông, con hỏi thăm một xíu. Dạ. Rồi có gì con xem có giúp được ông, cái gì con giúp cho. Dạ. Được cảm không? Dạ. Bây giờ lên xe đi ha. Lên xe về nhà ha. Dạ. Chứ chị em anh em là gì trơn tôi như vậy rồi tôi đậu ơn không hết á. Dạ. Có nghĩa là có nhiều người thương ông đúng không? Ông quý đúng không? Bây giờ mình cùng anh em chở ông về nhà đi, xong bắt đầu là nói chuyện tiếp. Dạ. Các bạn ơi, hiện tại thì mấy anh em mình đang đi qua bên Phú Tân để
dự lễ ngày 18 tháng 5 này các bạn, thì vô tình đi ngang qua đây thì gặp ông cụ này, thì nhà cũng gần đây thôi, thì mình muốn về nhà ông để xem cuộc sống của ông như thế nào để chia sẻ đến mọi người. Bây giờ mình sẽ chở ông về luôn, bây giờ ông lên xe đi ông. Xin chào các ông, ban bố cho chú được mạnh khỏe nha. Dạ dạ dạ. Mấy chú ha. Cái chân ông bị tật cho nên là mình phải ngồi sau mình ôm luôn. Dạ dạ. Dạ dạ. À, bây giờ mình đi luôn. Dạ dạ. Từ từ nha, từ nha. Dạ được rồi. À, đi luôn, đi luôn. Xe này chắc chở được chứ đúng không? Bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau về nhà ông cụ các bạn. Như mấy chú giúp tôi như vậy đúng. Tôi cảm ơn. Dạ dạ. Chứ không có cái gì. Đừng có cho cái gì hết trơn á. Chứ là xem ông có khó khăn gì ông giúp ông được cái gì giúp. Trời ơi giúp gì nữa giúp. Cho tôi ôm cái nha. Thế là xem ông có hiện tại bây giờ ông có khó khăn gì không? Không có khó khăn gì trơn á. Không khó khăn gì trơn á hả? Dạ. À. Rồi hôm nay ông đi xin được bao nhiêu? Trời ơi. Xin nói đồng ngay rồi cũng đủ ăn rồi chú ơi. À, cũng đủ ăn rồi cơ. Dạ. À. Đủ ăn rồi đi về nè. Dạ dạ. Đi về mất mưa nè. Dạ dạ. Ông đi bộ từ đây qua đó xa lắm chứ đâu ít đâu. Dạ. Từ nhà ông là qua bên Phú Tân là khoảng 10 cây không? Là gì mình là bên đây rồi bên nhà trường đấy nè. À. Bên nhà trường nè. Dạ dạ dạ. Còn mình đang cùng nhân chứng chân nồ này, Bùi Hồ TV này. Dạ, rồi dạ. Một đồng. À, một đồng đang đi trên đường. Thì gặp ông cụ đang đi từ bên phía Phú Tân về nhà. Thì cũng tiện thể đưa ông về xem cái cuộc sống của ông như thế nào, xem có thể giúp ông được cái gì thì giúp. Trời ơi, khỏi giúp là cái như vậy, như mấy chú giúp tôi như vậy đã. Tôi mặn ăn hết dạ, rồi dạ. Mà rồi, rồi ông ngoài cái chân ra thì ông có bị bệnh gì khác không? Không có bệnh gì chứ. Không bị gì hết trơn dạ. À, rồi sao ngày xưa ông không lấy vợ? Ngày xưa có vợ phải không? À. Vợ chết rồi. Giờ chỉ không có con nữa, chỉ có mình ở nhà gì. À. Vợ chồng à. Giờ rồi, rồi. Rồi bà mất lâu chưa ông? Dạ mất lâu rồi. Mất lâu rồi. Dạ. Rồi ông ở vậy luôn hả? Dạ ở vậy luôn à. À, vậy chắc là thương vợ lắm đúng không? Dạ dạ. À. Người ta bảo thương vợ trung tình với vợ đó đúng không? Phải như vậy phải không? Dạ. Mình già rồi vậy. Mình không có muốn ham muốn cái đó được nữa. À, nhưng mà bà mất lâu rồi mà, lúc đấy ông còn trẻ mà. Dạ. Đúng không? Dạ dạ. Lúc đó ông còn trẻ mà không lẽ ông không. Dạ. Nhưng mà ngày xưa ông có yêu ai không? Không có yêu ai chứ. Không yêu ai hết trơn hả? Dạ. Từ lúc bà mất là không yêu ai nữa. Không yêu ai chứ. Đi đường trên này. Về số 1. Mô Phật. Mô Phật. Mô Phật. Ông cứ ngồi yên, có té là có con. Dạ mô Phật. Con té cùng với ông ha. Dạ dạ. Tay lái lụa. Cái đường này nó hơi sình các bạn, bởi vì dạ, người ta dạ. đang làm đường á. Và dạ. mình đang đi qua Phú Tân thì dạ. Gặp ông đang đi trên con đường này luôn. Dạ. Ông đi bộ xa vậy trời. Trời người xa lắm chú hai ơi. Dạ. À, tảng sáng mà hừng à. Trời đó nha. Có nghĩa là 3-4 giờ sáng là ông đã đi rồi. Dạ dạ. À, rồi ông đi qua đấy là mấy tiếng? Đi qua đây là gì? Một tiếng hồ mưa Phật ạ. Một tiếng hồ. À. Một tiếng đồng hồ mới qua đến nơi. Dạ. À. Đây người ta đang làm đường cho nên nó khó đi dạ, mà dạ, sao dạ, ông đi dạ. này mà ông không về sớm là dạ. mà cho là coi về sớm mà mắc mưa nè. À. Mấy chú ơi. Về sớm mắc mưa xong bắt đầu là mới về trễ đúng không? Dạ. Chỉ khoảng một xíu nữa là trời mưa rồi, à, là dạ. trời tối rồi. Dạ. Đi tới đầu cầu quẹo lên cảm ơn. Lên xa không ông? Lên cũng hơi xa xa hơn chút. Hơi xa xa khoảng một cây số không? Không tới cây số. À khoảng mấy trăm mét đúng không? Dạ. Dạ vậy để con tới được. Cái đường nó đang đang làm nó đi mạnh. Anh em đi mà trời mưa quá quá. Dạ dạ. Trong khi đó đường nó làm nó múc hết rồi mà nó cũng có mỗi cái lối đi nhỏ nhỏ này. Trời nó... ơi ông mấy chú ơi, mấy chú đi đường này lại đỡ nha. Dạ. Còn mấy chú đi ra ngoài nha. Thôi giờ ông ơi. Rồi ông ở bên đó thì có anh em gì ở bên đó không? Không có anh em, mấy chân ở cũng như là gì vậy? Mình là giữ chú căn cư đó. Dạ. Mà mình làm bạn với người ta là vì người ta cho cơm mình ăn. À. Đó. Rồi quê gốc của ông là ở đây luôn hả? Quê tôi là gì ở cầu số 5 lận. Quê ông là ở cầu số 5? Dạ, căn dừa căn đá lận. Dạ.
nó gặp hồi được đó mất đâu. Dạ được không ạ? À? Sợ không được đó. Không, cái này, cái đường này cũng là đường ra phà luôn. Cái đường này cũng ra phà luôn nè. Dạ đúng rồi, đường này cũng ra phà luôn. À. Một lát nữa là mình đi cái đường này luôn. Rồi, chú chở tôi đó, tới đó hen. Dạ, dạ, rồi, dạ. Chú lẹo chở ra, rồi mình chở đi luôn. Đi luôn. Ý là muốn vô nhà xem cuộc sống của ông như thế nào. Trời ơi, cuộc sống tôi luôn nó thật tình như mấy chú ơi. Nghèo khổ lắm. Nghèo khổ lắm hả cơ? Dạ. Cho nên là nghèo khổ thì mình mới phải đi ăn xin đúng không? Dạ. À. Chứ nó tận nhà nước cho mà đi nói này ngay, nước cho cái nhà. Dạ. Rồi cho lâu chưa ông? Lâu rồi mà đi vui vẻ tôi mất lâu rồi đó, vô trong này cái nó mất. À. Có nghĩa là lúc mà người ta cho nhà vô trong này là vợ mất. Dạ, mất. À, vợ ông mất là năm bao nhiêu tuổi? Là năm nay là gì? Năm 17, 28 gì á. Tôi cũng quên, cũng muốn rồi. Là 57, 58 năm đó cơ. Dạ. Ồ, vậy là bà mất lâu lắm rồi mà ông ở vậy luôn. Lâu lắm rồi. Dạ. Vậy sao ông ở vậy luôn ông chưa? Tôi ở vậy, nói tao tình biết, chị em, anh em. Vậy dạ. Gì á? Rồi vì kiếm ăn. Dạ. Bây giờ mình thấy ra đó mình có tật nguyền. Dạ. Nó là vì mình mạnh giỏi đó. Dạ. Là vì mình đi bằng ăn chứ đâu có đi như vậy. À rồi hồi trước ông làm cái gì? Hồi trước á là vì mà cha mẹ tôi là còn sống nuôi. Dạ. Cái giờ có vợ có con rồi vì vợ con nó lo cho tôi. Dạ dạ. Rồi dạ. Vợ con nó mất rồi cũng như cái phổi tay không. À. Lúc nào tới đường quẹo ông nói con nha. Đi con bảo nhà ông vài phút là con đi liền à. Dạ dạ. Dạ. Cần ơi chở tôi về đi. Chứ để dạ. Ông đông bộ là đến tối luôn á. Dạ. Đông bộ là đến tối là về lắm mà dạ. Đi đường này lắm mà té cái sao. Dạ. Nói thật tình mấy chú chở tôi như vậy chứ cũng có cái phước lắm. Đó là gì mấy chú được có phước là gì vậy? Dạ. À. Đi thẳng luôn đúng không? Dạ. Cầu chúc cho mấy chú được mạnh giỏi là gì vậy? À. Vâng, con cũng chúc ông nhiều sức khỏe nha. Dạ dạ mô Phật. Dạ. Đi thẳng luôn đúng không hay rẽ đây? Ờ trên cũng ở trên cái gì. Đi thẳng luôn đúng không? Không qua cầu bên kia luôn đúng không? Qua cầu đi. À. Qua cầu hay rẽ đây? Qua cầu. À qua cầu dạ. Quẹo lên. Vậy tôi ở là gì chìa khóa cho người ta mà rồi tôi lại về tôi lấy mới được. À có nghe gửi à. Gửi chìa khóa cho người ta. Dạ. Rồi rẽ lên đây không? Dạ. Rẽ đây đúng không? Ở đây này. Dạ rồi, dạ rồi, ok. Rồi, dạ, lên một xíu thôi là tới đúng không? Này. Dạ dạ. Để tới con phải tới tìm che là gì. À. Vậy là ông đi xin được bao nhiêu năm rồi? Trời ơi mơ là gì. À. Mới có 2 năm nay rồi ông hai ơi. 2 năm nay rồi, còn trước đó ông làm cái gì? Hồi trước là gì vợ con đi buôn bán nữa. À bán cái gì ông nhỉ? Dạ cái rồi là gì. Mấy ngày trước là ông bán cái gì? Ông muốn bán cái gì? Bán mà rau cải rồi nó đẩy à, nó đúng rồi, là cho mua bán rau cải nó dạ. Cũng có nghĩa đúng không? Dạ. Gần tới chưa ông? Chưa. Tới cho cầm tre tôi trút cho anh chút xíu à. À sắp tới rồi đúng không? Ừ. À, tới cái bờ tre kia hả? Dạ, cầm tre là gì? Thôi giờ mấy chú ăn cũng là gì nhiệt tình quá ha. Dạ. Dạ tôi cảm ơn mấy chú nha. Thấy ông đi bộ như này là hỏi dạ. Thằng đây dùng tre đây nè không? Dạ dạ. Phải đây không? Dạ không phải, cầm tre trên chút. À trên một chút nữa. Dạ trên. Chứ mấy chú như vậy là gì? Cũng có cái đức, có cái phước lắm đó. Đây có cụ tre này, đây cụ tre này. Mấy chú mà xe bển cũng vậy nữa. Đây tới chưa, tới chưa ông? Chưa. Chưa hả? Dạ chưa tới. Đây, con chở ông vào rồi con biết nhà thôi. Xong dạ, rồi dạ, con dạ, con dạ, dạ. Dạ. Nếu có gì con ghé tiếp nha. Dạ. Mà mấy chú em. Dạ, đây dạ. Là gì, mấy chú gì mạnh giỏi nha. Dạ. À, không có cái gì hết trơn nha. Không dạ. Có chặt chẹo gì hết trơn nha. Dạ. Tôi cũng giá cầu chúc cho mấy chú được là mạnh giỏi thôi. Dạ. Chứ mấy chú chở tôi như vậy
mấy chú mà ngăn như vậy mấy chợ mấy chú chở tôi về. Có gì đâu ông, đây này thấy ông lớn tuổi thì giúp ông xíu đâu có sao đâu. Tội nghiệp mấy chú. Dạ không có sao ông, đừng có suy nghĩ. Đây sắp tới bụi tre này. Trên một chút nữa là sẽ tới nhà ông. Vậy là giờ mấy chú ăn nhà mình gửi nha. Dạ dạ vâng ạ. Mấy chú rồi mấy chú kia cũng vậy nha. Dạ dạ dạ. Tôi gửi lại hết trơn nha. Dạ dạ. Tới chứ ông nhà. Cũng gần thế thì. Gần trơn chút xíu nha. Ý là sao ông không nhớ đường á, còn hỏi thôi chứ không phải là. Dạ 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 dạ. Dạ dạ. À có khả năng bụi tre kia. Ồ, ông đi xa nhỉ? Dạ, dạ. Chứ tỏ là ông đi cũng giỏi đó. Dạ, dạ, dạ. À. Tới, tới đây nè, tới đây nè, tới đây nè. À, đây cái nhà đây không? Nhà này. À, đây, đây, đây. Rồi, ông đứng im để con ngồi xuống xong con đó ông xuống nha. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Để con đó ông xuống. Từ từ ông ngồi im nha. À, xuống nào. Con vô vài phút là con đi ra liền ha. Rồi, rồi ông vô mở đây, cửa đi. Chút, hai chú được. À, đây đây. Được, mình gửi nha anh. Mình có mở cửa được không ông? Dạ, bị gửi. À, gửi chìa khóa hả? Dạ, thôi nếu vậy thôi để con hỏi chuyện ông vài phút xong là con đi ha. Dạ, dạ. Đi vô vô trong đây đi ông. Dạ. Ở nhà này nó có rột không ông? Không có rột đó không anh. Không có rột đó hả? Dạ. Đi vừa đi vừa chống gậy. Nó là ông mình ăn tôi vậy đó. À. Không có ai hết hả? À, à. Chìa khóa cho người ta kìa. À có nghĩa là ông gửi chìa khóa cho người ta. Dạ dạ. Trời được rồi, được rồi, trời ơi, được rồi. Không không, để con cái này là cái gì? 762 ấp. Dạ. Tân Bình Hạ, xã à, Tân Bình Hạ. Tân Huệ. Dạ. Dạ của Đồng Tháp à cơ? Dạ dạ. Dạ dạ dạ. Thuộc Đồng Tháp. Ủa cô là ông cụ đây sống có mình hay cô? Không mình đâu. Dạ dạ, ông sống ở đây lâu chưa cô? Có nghĩa là ông sinh ra lớn lên là ở đây luôn. À. Rồi ông xách cái bị gì mà nay có đi xin được đồ ăn đồ uống gì không? À gì không có cái gì chứ. Người ta có cho đồ ăn không? À, con ta cho đồ ăn ăn rồi. À có nghĩa là người mình lấy đủ ăn xong là mình lấy ăn xong là mình đi về thôi đúng không? Dạ, dạ, dạ. Chứ mình không có xin mang về hả? Dạ dạ. Cái tối đói thì sao? Trời cái gì đây à, anh em cho ăn. Đây bên đây cũng cho ăn rồi. À. Với ta. Có nghĩa là hàng xóm ở đây thấy ông đói, ví dụ đói là sẽ cho ăn đó. Dạ dạ. Dạ dạ. Rồi thôi hôm nay thì con vô tình con đi qua đây con gặp ông ha. Dạ dạ. Thì bà cũng chia sẻ về cái cuộc sống của ông. Dạ dạ. Thì nếu mà có dịp thôi, thì con về đợi giờ. Con biết ông anh em mà con biết ông ít tiền. Cũng được rồi. Nó cũng như biếu tôi rồi, thôi thôi để nó đi. Con biết ông ít tiền. Thôi để nó đi rồi. À, là gì? À. À, con biếu ông 500 nha. Dạ dạ, mô Phật ạ. Mà ông đếm thử xem được 500 chưa? Dạ. Chở ông về. Mai ông có đi nữa không? Mà có. Mai có đi tiếp hả? Có nghĩa là ngày nào cũng đi đúng không? Dạ. À. 4. Phải 500 phải rồi. À, đủ 500 rồi đúng không? Dạ dạ. Cái tiền này con thay mặt cô Hồng Kim Phạm gửi biếu cho ông nha. Dạ dạ mô Phật. Rồi bắt đầu là con về con chia sẻ, nếu mà có cô chú nào giúp đỡ thì con sẽ ghé con thăm ông tiếp nha. Dạ dạ mô Phật. Dạ dạ, chúc ông nhiều sức khỏe nha. Dạ, cầu chúc mấy chú được mạnh khỏe nha. Dạ dạ rồi. Ba chú được mạnh khỏe là gì. ông bỏ khẩu trang cho con xem tiếp được không? Ông bỏ khẩu trang ra được không? À, nhìn ông đẹp lão lắm. Nhìn đúng chân chất miền Tây luôn á. Dạ. Rồi thôi con đi nha. Dạ, dạ. Rồi con chào ông nha. Dạ dạ mô Phật. À, thưa quý vị thì mình đi vô tình gặp ông thì giờ cũng trễ rồi. Mấy chú ở trên nha. Dạ. Cho nên là mình cũng chỉ ghé thăm ông một chút xíu thôi, đưa ông về là chủ yếu. Rồi nếu có dịp thì mình sẽ quay lại mình thăm ông sau nha. Dạ, dạ. Thôi bây giờ mình cũng xin dừng một kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những clip sau.